Ông cháu cắt tóc cái gì đấy ông cháu? Có phải chú ông cháu đi chơi vợ của cháu đúng không? Ờ mày vớ va mà tao đi chơi cả vợ mày lúc nào mà mày bảo tao đi chơi cả vợ mày. Ờ thế á? Con lơ. Đúng rồi chú. Này mày, cháu... mày nhìn thấy chú đi chơi cả vợ mày ở đâu? Cháu gặp chú đi chơi với vợ cháu ở Hồ Tây cơ mà. Mày vớ va cho hỏi thật mày mấy hôm nay mày có chơi gì không đấy? Cháu à? Tí đi chơi con nhà gì mà. Rồi ôi ông hốc ít thôi, ông ngáo lắm rồi đấy. Chú mày suốt ngày cả ở nhà cả vợ chú mày mà chú ở cả vợ chú 24/24 nhưng không hôm nay vợ chú luôn ở đây đấy mày. Đa anh tình. Lần sau đừng có nói kiểu đấy nhá, không phải đâu. Thế để cắt tóc của gì đấy? Chú cắt cho kiểu tóc trái thanh long. Trái thanh long luôn à? Gia nhập nhóm Hắc Long Bang của chú. Ok, chiến luôn ông cháu nhá, lần sau đừng có nói đấy nhá, ông bập bập ít thôi, vỡ ma vẩn. Ông cháu ơi xong đấy. Đúng quả tóc thanh long của cháu luôn đúng không chú? Đấy, thanh long của ông cháu đấy được không? Mà đúng chính xác hôm qua là chú gọi là đi chơi người yêu cháu rồi. Đùa, chú đi chơi cả mày đâu, mày bập bập, mày nhầm à? Cháu có giật tí thôi mà chú. Mày mà va vẩn. Chú không không đi chơi cả bạn gái mày đâu, mày chơi nhiều quá mày ảo giác à? Chắc chắn là chú phải theo cháu về nhà. Thôi thôi, mày nói thế thôi, hôm nay chú phờ đi cho mày quả tóc này được không? Thế thì được chú. Mày cứ chơi nhiều mà, mày cứ ảo giác nên mày bảo chú đi chơi cả bạn gái mày, cả vợ mày. Ta anh thấy tôi đi về đi, phờ đi nhá. Cháu xin lỗi. Hôm nào tỉnh táo thì quay lại nhá.